Chích vaccine là cách bảo vệ tốt nhất khỏi COVID-19 và là cách duy nhất để chúng ta tiến bước tiếp. Đã đến lúc phải bảo vệ bản thân và khuyến khích gia đình của quý vị, bạn bè của quý vị, đồng nghiệp của quý vị, cộng đồng của quý vị và bất kỳ ai quý vị yêu thương cũng làm vậy. Hãy tìm hiểu xem khi nào quý vị có thể đặt cuộc hẹn chích vaccine của mình. Hãy truy cập australia.gov.au hoặc gọi số 1800 020 080, được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Linh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả, tiểu bang New South Wales đã ghi nhận một kỷ lục mới với 390 ca nhiễm trong cộng đồng, trong khi Victoria thì đã có sự giảm hạ về nhân số nhiễm bệnh, vì sau 3 ngày liên tiếp Victoria ghi nhận 20 hoặc 21 ca nhiễm, thì hôm nay Victoria chỉ có 15 ca mà thôi. Tình hình tại Queensland cũng khá là tốt với 7 ca nhiễm mới, trong khi tại Việt Nam thì hôm qua cũng đã có gần 10.000 ca nhiễm mới. Và sau đây là phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, thứ Sáu ngày 13 tháng 8 năm 2021. Tình hình đại dịch COVID-19 tại New South Wales trong 24 giờ qua. Sau khi giảm hạ được chút ít về nhân số nhiễm bệnh, thì hôm nay New South Wales một lần nữa đã lập kỷ lục buồn của chính mình với 390 ca nhiễm mới trong tổng số gần 128.000 người thử nghiệm ngày hôm qua. Ngoài ra, hôm qua, New South Wales cũng đã có thêm 2 ca tử vong mới, và đó là một phụ nữ ở lứa tuổi 40 sinh sống tại vùng Cabramatta thuộc tây nam thành phố Sydney, cùng với một cụ ông ở lớp tuổi 90 tại khu vực Hunter. Người phụ nữ đã tử vong tại nhà và thông tin từ Bộ Y tế cho biết là người này chưa chủng ngừa, trong khi cụ ông thì đã chủng ngừa đủ 2 liều. Trong tổng số 390 ca nhiễm mới ngày hôm nay, có đến 101 ca vẫn là những trường hợp lây lan bên ngoài cộng đồng và 191 ca đang được điều tra về nguồn gốc của sự lây lan. Ngoài ra thì trong số các ca nhiễm này cũng đã có những ca nhiễm từ các thị trấn vùng quê đang bị phong tỏa, bao gồm 25 ca tại thị trấn Double và 5 ca tại khu vực Hunter. Trong khi Armidale và Tamworth thì không có ca nhiễm mới nào. Tại thị trấn Double, ngoài 25 ca nhiễm mới ngày hôm nay, thì hôm qua Double cũng đã có 5 ca nhiễm. Như vậy là Double hiện là thị trấn có nhiều ca nhiễm cộng đồng nhất trong số các thị trấn đang bị phong tỏa vì đợt bùng phát dịch bệnh lần này. Tại khu vực nông thôn thuộc vùng phía tây tiểu bang New South Wales đã bị phong tỏa, và đặc biệt là tại thị trấn Wagga, là nơi có rất đông cư dân thuộc nguồn gốc thổ dân cũng đang đặt trong tình trạng báo động, và chính phủ tiểu bang đã phân phối thêm cho cư dân tại thị trấn Wagga 7.000 liều vaccine Pfizer. Như vậy là trong suốt tuần này, số ca nhiễm tại New South Wales vẫn liên tục ở mức trên dưới 300 ca nhiễm mỗi ngày. Và thủ hiến Gladys Berejiklian nói rằng số ca nhiễm vẫn sẽ tiếp tục lên xuống, trong khi một vài giới chuyên gia tin rằng số ca nhiễm tại New South Wales sẽ còn tiếp tục gia tăng. Cho đến thời điểm này, đã có 12 hội đồng thành phố bị phong tỏa kép, mà tâm điểm vẫn là Canterbury Bankstown. Bộ trưởng Y tế New South Wales Brad Hazard cũng đã yêu cầu chính phủ liên bang trợ giúp vì các cơ sở y tế tại vùng miền Tây tiểu bang đang có nguy cơ quá tải. Liên quan đến việc phong tỏa tại thị trấn Byron Bay và ba khu vực lân cận gồm Richmond Valley, Lismore và Ballina, ngày hôm qua cảnh sát đã quyết định truy tố thêm người con trai 19 tuổi sau khi đã truy tố người cha là ông Zoran Radovanovic, 52 tuổi, vì đã vi phạm quy lệ y tế khi di chuyển từ vùng Rose Bay ở Sydney đến Byron vào ngày 31 tháng 7 vừa qua. Cả hai cha con người này sẽ phải hầu tòa vào ngày 27 tháng 9 sắp tới, thay vì vào ngày 13 tháng 9 như đã được loan báo ngày hôm qua. Lý do mà hai cha con người này bị truy tố là vì đã đến Byron Bay một cách bất hợp pháp, và quan trọng hơn nữa là trong suốt thời gian ở Byron, gia đình ba người này đã di chuyển rất nhiều nơi, nhưng lại không hề sử dụng mã QR code. Và đây cũng là một vi phạm về quy luật y tế của tiểu bang New South Wales. Đại dịch COVID-19 tại Victoria trong 24 giờ qua. Victoria đã ghi nhận thêm 15 ca nhiễm mới trong tổng số 40.373 người thử nghiệm trong 24 giờ qua. Trong số này có 11 ca nhiễm là có liên quan đến các trường hợp dương tính trước đây,
trong khi 4 ca nhiễm còn lại là những ca bí ẩn mà các chuyên gia đang điều tra về nguồn gốc lây lan dịch bệnh. Và cũng trong số 15 ca nhiễm này, có 7 ca nhiễm là lây lan khi mà bệnh nhân vẫn đang sinh sống bên ngoài cộng đồng. Trong số 4 ca nhiễm bí ẩn ngày hôm nay, có 3 ca là có liên hệ đến một gia đình có 2 dương tính tại Glenroy, kể cả một học sinh tại trường tiểu học Glenroy West Primary School, mà theo thông tin từ Bộ Y tế Victoria, thì có lẽ học sinh này vẫn tiếp tục đến trường sau khi đã bị nhiễm dương tính. Với 15 ca nhiễm mới này, thì danh sách các địa điểm có quan tâm tại Melbourne nay đã lên trên 400 địa điểm, bao gồm 2 địa điểm mới có rất đông người lui tới mỗi ngày là South Melbourne Market và một nhà hàng nổi tiếng là St Kilda Chinese Restaurant. Trong khi đó, thì ngày hôm qua, Victoria cũng đã có 21 ca nhiễm cộng đồng. Trong số này có một ca nhiễm bí ẩn tại Glenroy thuộc vùng phía bắc Melbourne. Như vậy là trong 4 ngày liên tiếp, Melbourne đã có 76 ca nhiễm. Và điều quan trọng hơn là trong số này, có hơn phần nửa đã được phát hiện khi cư dân vẫn đang sinh sống trong cộng đồng. Ngoài ra, thì trong số 12.000 người đang sống cách ly 14 ngày, có nhiều người làm việc trong lĩnh vực xe cứu thương, đặc biệt là tại Bệnh viện Footscray và Bệnh viện Sunshine. Điều này cũng có nghĩa là hai bệnh viện này sẽ bị thiếu hụt nhân viên cứu thương trong 2 tuần sắp tới. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Victoria cũng đã nhận diện thêm 2 ca nhiễm đến từ Sydney. Đây là 2 phụ nữ đã đáp chuyến bay QF461 từ Sydney đến Melbourne vào chiều thứ Hai mà không có giấy phép nhập cảnh. Cả hai đều đã bị phạt $5,452 mỗi người và hiện đang bị sống cách ly tại khách sạn. Điều đáng quan ngại là có đến 46 hành khách cùng đi chung chuyến bay này, nên hiện nay nhân viên truy vết đang truy tìm tất cả những hành khách này để yêu cầu họ thử nghiệm và sống cách ly ngay lập tức, với hy vọng là sẽ giảm bớt sự lây lan bên ngoài cộng đồng. Về các khoản tài trợ cho các doanh nghiệp, ngày hôm qua Bộ trưởng Nhân dụng Martin Pakula cũng đã loan báo về các khoản tài trợ thêm cho các doanh nghiệp trị giá $367 triệu. Vì lý do Melbourne nay đã bị phong tỏa 2 tuần lễ. Trong ngân khoản này thì mỗi doanh nghiệp trung bình và nhỏ có thể sẽ nhận được $10,000 hỗ trợ từ chính quyền Victoria. Bên cạnh đó, hơn 98.000 doanh nghiệp khác cũng đã nhận được khoản hỗ trợ ban đầu trị giá $2,800. Khoản tiền này đã được tự động chuyển vào tài khoản của các doanh nghiệp vào tuần này. Để có thêm thông tin về các khoản hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp trong đợt phong tỏa lần thứ 6 này, quý vị có thể tìm hiểu trên trang mạng của chính phủ Victoria. Lãnh thổ thủ đô ACT bước vào ngày đầu tiên của việc phong tỏa trong một tuần lễ. Ngày hôm qua, thủ hiến lãnh thổ ACT Andrew Barr đã tuyên bố tình trạng phong tỏa đối với toàn lãnh thổ ACT, bao gồm khoảng 500.000 người, kể cả cư dân tại thủ đô Canberra. Lời tuyên bố này đã được đưa ra sau khi lãnh thổ ACT có một ca nhiễm cộng đồng, là một thanh niên ở lứa tuổi 20, được coi là đã bắt đầu nhiễm bệnh từ Chủ nhật 8 tháng 8 vừa qua. Và thông tin từ y sĩ trưởng Karen Coleman cho biết là trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8, người thanh niên này đã di chuyển rất nhiều nơi tại Canberra. Ngay sau khi tuyên bố phong tỏa vào lúc 12 giờ trưa hôm qua, thì vào buổi chiều cùng ngày, ACT đã phát hiện thêm 3 ca nhiễm mới. Tất cả đều có liên hệ đến ca nhiễm đầu tiên. Trong thời gian phong tỏa, cư dân ACT sẽ chỉ có thể rời nhà khi có một trong 5 lý do, bao gồm đi mua sắm thực phẩm thuốc men, đi làm hoặc đi học, đi chăm sóc y tế, đi tập thể dục và đi chủng ngừa hoặc thử nghiệm COVID-19. Cũng trong thời gian phong tỏa, cư dân không thể tiếp khách tại nhà, các sinh hoạt ngoài trời cũng bị cấm và tất nhiên tất cả mọi người đều phải mang khẩu trang khi rời khỏi nhà. Riêng trẻ em dưới 12 tuổi thì được miễn mang khẩu trang khi đi tập thể dục. Một vài trường học tại ACT cũng sẽ tiếp tục được mở cửa. Tuy nhiên, đối với những học sinh nào ở nhà thì sẽ không có các lớp học trên mạng. Tất nhiên là chính phủ ACT cũng đã thúc giục cư dân hãy thử nghiệm đông đảo. Ngoài ra, như thường lệ, chính quyền ACT đã khuyên cư dân đừng mua sắm quá độ. Mặc dù vậy, vào thời điểm trước 5 giờ chiều hôm qua, nhiều kệ hàng tại Woolworths và Coles đã không còn hàng hóa gì. Tình hình đại dịch COVID-19 tại Queensland trong 24 giờ qua. Tiểu bang Queensland đã ghi nhận 7 ca nhiễm cộng đồng mới ngày hôm nay. Tuy nhiên, may mắn cho Queensland là tất cả 7 ca nhiễm mới ngày hôm nay, cũng như 10 ca nhiễm cộng đồng ngày hôm qua, đều đang sống cách ly tại nhà vì có liên hệ đến ca nhiễm đầu tiên là một nữ sinh 17 tuổi tại trường Indooroopilly. Nâng tổng số ca nhiễm có liên hệ đến ổ dịch này lên mức 137 ca. Cho đến thời điểm này thì việc mang khẩu trang vẫn còn bị bắt buộc tại Queensland.
Tuy nhiên, theo lời y sĩ trưởng Janet Yang, thì việc cưỡng bách mang khẩu trang có thể sẽ được tháo gỡ vào Chủ nhật này nếu Queensland tiếp tục không có ca nhiễm bên ngoài cộng đồng. Cũng tại Queensland vào chiều hôm qua, ngay sau khi lãnh thổ ACT tuyên bố tình trạng phong tỏa một tuần lễ, thì chính phủ Queensland cũng đã lập tức tuyên bố lãnh thổ ACT là điểm nóng, tức là hotspot. Điều này có nghĩa là những ai đến Queensland từ lãnh thổ ACT sau 5 giờ chiều hôm qua đều phải sống cách ly 14 ngày tại nhà. Ngoài ra, thì những cư dân ACT mà đang có mặt tại Queensland kể từ ngày 9 tháng 8 cũng đều phải sống cách ly tại nhà ngay lập tức trong 14 ngày. Tất cả những người này đều phải thử nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ năm và ngày thứ 12 trong thời gian sống cách ly 14 ngày. Ngoài ra, chính phủ Queensland cũng đã khuyên cư dân Queensland không nên đến New South Wales trong thời điểm này. Bên cạnh đó, Thủ hiến Anastasia Palaszczuk sáng hôm nay cũng tuyên bố rằng bà mong muốn là trong cuộc họp Hội đồng Nội các Quốc gia ngày hôm nay, Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian sẽ cung cấp thêm thông tin cho Thủ hiến các tiểu bang và lãnh thổ khác về kế hoạch phòng chống đại dịch của New South Wales, đặc biệt là trong bối cảnh thị trấn Byron Bay đang bị phong tỏa. Đây cũng là nơi mà cư dân Queensland rất thường lui tới vào dịp cuối tuần, và nếu không có những biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt, thì có thể chủng biến thể Delta sẽ từ Byron Bay lây lan tới Queensland. Lãnh thổ Bắc Úc tuyên bố, thủ đô Canberra là điểm nóng hotspot. Ngày hôm qua, sau khi thủ hiến Andrew Barr của ACT tuyên bố tình trạng phong tỏa lãnh thổ ACT trong một tuần lễ, thì ngay lập tức tại Bắc Úc, thủ hiến Michael Gunner cũng đã tuyên bố thủ đô Canberra là điểm nóng, tức là hotspot. Điều này có nghĩa là những ai từ Canberra đến Bắc Úc đều phải sống cách ly, có thể là tại trung tâm Howard Spring. Lệnh này đã được áp dụng từ 4 giờ 30 chiều hôm qua, theo giờ Trung Bộ Úc Châu. Ngoài ra, thủ hiến Michael Gunner cũng nói thêm rằng trung tâm cách ly Howard Spring cũng thường được sử dụng làm nơi sống cách ly 14 ngày cho những ai trung chuyển đến các tiểu bang và lãnh thổ khác. Cuối cùng là tình hình đại dịch COVID-19 tại Việt Nam. Gần 10.000 ca nhiễm mới và 326 người tử vong. Ngày hôm qua, thứ Năm 12 tháng 8, Việt Nam một lần nữa đã ghi nhận nhân số lây nhiễm kỷ lục trong một ngày với 9.667 ca nhiễm mới. Trong số này có 2.226 ca là lây lan bên ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, đây không phải là kỷ lục ca nhiễm cao nhất trong một ngày tại Việt Nam. Vì vào ngày 8 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã có đến 9.690 ca nhiễm, tức là nhiều hơn hôm qua 23 ca nhiễm. Vẫn như những ngày trước, Sài Gòn và Bình Dương tiếp tục dẫn đầu sổ với 3.841 ca tại Sài Gòn, trong khi con số tương đương tại Bình Dương là 3.028 ca nhiễm. Điều này có nghĩa là biểu đồ lây lan tại Sài Gòn vẫn tiếp tục đi ngang. Ngược lại thì biểu đồ này tại Bình Dương tiếp tục thẳng đứng với số ca nhiễm tương đương Sài Gòn. Ngoài Bình Dương thì Đồng Nai cũng đã liên tục có sự gia tăng nhân số nhiễm bệnh trong những ngày qua. Riêng hôm qua, Đồng Nai cũng đã có lập kỷ lục mới với 1.071 ca nhiễm. Long An, Tiền Giang và Khánh Hòa mỗi nơi lần lượt có 354 ca, 212 ca và 172 ca. Trong khi Hà Nội và Đà Nẵng có số ca nhiễm ngang nhau là 78 ca mỗi nơi. Tính đến chiều ngày 12 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng là 246.568 ca nhiễm, trong đó có 89.145 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Cũng trong ngày hôm qua, Việt Nam đã ghi nhận thêm 326 ca tử vong mới, nâng tổng số tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam lên mức 4.813 người. Và một lần nữa, số người tử vong cao nhất vẫn là tại Sài Gòn với 225 ca, Bình Dương có 42 ca và Tiền Giang có 20 ca, trong khi Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm qua lần đầu tiên cũng đã ghi nhận số tử vong rất cao là 19 người. Những nơi còn lại là Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Hà Nội và Bình Thuận lần lượt có số ca tử vong từ 2 đến 6 ca. Về tình hình tiêm vaccine, đến nay Việt Nam đã tiêm được trên 12 triệu liều. Riêng tại Sài Gòn, quận 11 là nơi đầu tiên đã đạt tỷ lệ tiêm một mũi cho gần 95% dân số từ 18 tuổi trở lên, tức là đã tiêm cho 164.388 người trong tổng số 173.600 người trên 18 tuổi tại quận này. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 10 giờ sáng thứ Hai.